Đúng như nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì trên địa bàn của các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn. Trên hệ thống sông suối thì đã xuất hiện một vài trận lũ nhỏ nên là không gây ra thiệt hại gì đáng kể. Các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 279 ở Lai Châu cũng đã được khắc phục xong, đảm bảo giao thông thông suốt. Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho biết, ngay khi xảy ra sạt lở trên tuyến quốc lộ 279, đoạn qua xã Chăn Mưa, huyện Sìn Hồ, các cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát và đánh giá khối lượng đất đá sạt lở và tiến hành thu dọn ngay trong hôm qua. Việc đi lại của người dân qua cung đường này cũng đã trở lại bình thường. Trong hôm nay, trời vẫn còn một vài trận mưa nhỏ nên không gây ra thêm các điểm sạt mới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vẫn đưa ra cảnh báo lũ quét và sạt lở đất cho khu vực vùng núi phía Bắc khi các yếu tố gây mưa vẫn tồn tại. Số liệu quan trắc được trong 24 giờ qua, các điểm mưa lớn là Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, 87mm, Ngòi Nhù, tỉnh Lào Cai, 109mm, Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, 78mm, Mường Sại, tỉnh Sơn La, 84mm, Đại Từ, Thái Nguyên, 48mm. Một số điểm đã tạnh mưa nhưng người dân sinh sống gần ven sông suối tuyệt đối không thể chủ quan vì lũ từ trên đỉnh núi và mưa ở thượng nguồn có thể đổ dồn về bất cứ lúc nào.